Nếu ai hỏi về bình thuần quê tôi trả lời rằng đẹp tựa bức tranh. Nếu ai hỏi về bình thuần quê tôi, ngọt ngào dòng sông Cà Ti bình lặng, biển rồng bao la, phù quy hòn rơm, cá tôm dân trài, xa khơi dâng lưới. Con Đậu xin chào. Trước hết là chào nhà thơ Thạch Thảo. Mình cũng mạo muội sáng hôm nay là có ghé qua trang của Thạch Thảo thì thấy bài thơ là Thạch Thảo viết về thương lắm Sài Gòn. Qua cái bài thơ này thì Quang Đậu cũng có một cái cảm xúc về Sài Gòn, cũng giống như mấy ngày hôm nay thì Quang Đậu cũng có những cái clip về Sài Gòn phản ảnh lại cái tình hình mà bà con Sài Gòn cũng lắm đau thương vì cái dịch Covid này. Và nói chung là Quang Đậu cũng có một cái cảm xúc về bài hát qua bài thơ, và cũng xin trình bày với bài hát này nhanh gọn, ký âm thì ký âm trong đầu để hát nhanh qua cái cảm xúc thôi, còn để tra chuốt có thẩm mỹ về âm nhạc để có thời gian. Bây giờ trước hết là Như Mì Ăn Ly, mong nhà thơ cũng thông cảm, hay dở gì mình cũng nghe qua cái cảm xúc của Quang Đậu. Một lần nữa mình cũng xin phép nhà thơ để hát bài này, mời các bạn cùng nghe. Sau đây Quang Đậu cũng nói thêm những cái ý để cho các anh em, anh chị em nhà thơ rất hết sức thông cảm. Không riêng một nhà thơ nào mà Quang Đậu cũng có những cái cảm xúc tuyệt vời đến với nhà thơ đó vì một ý gì. Qua trên mạng Facebook để làm quen với nhau thì mình có cảm xúc với một bài thơ nào riêng bản thân mình, hay hay dở đó là tùy theo cái cảm xúc riêng của mình thôi. Cho nên là mình ở đây mình không có thể nào mình nói là bài thơ của anh A chị A hay, còn bài thơ của anh B chị B dở, cái đó không phải. Cho nên là các bạn nhà thơ cũng hết sức thông cảm, mình cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, tại vì trong nước và ngoài nước có những anh em nhạc sĩ rất là giỏi, rất là tài, và ở đây cũng không thể nào phủ nhận được với cái tâm về bản thân của mình có những cảm xúc hết sức là tuyệt vời về bài thơ đó. Cho dù bài thơ đó các anh em đánh giá là bài thơ dở ẹt, rất dở, mà ông này khùng, khùng quá khùng để mà phổ bài thơ này. Và riêng bản thân mình cũng cho rằng là bài thơ mình phổ đó là rất hay, nhưng bản thân mình sống vì âm nhạc là máu lửa, âm nhạc là máu lửa từ thuở nhỏ. Riêng bản thân mình dù có qua trường qua lớp gì chăng nữa, mình cũng sẵn sàng để mình hát và thỏa thể cùng với thơ, để chấp cánh với thơ, nói lên tiếng nói của lòng mình. Riêng bài thơ thì anh em đọc, anh chị em đọc, nhưng qua âm nhạc có những tần số 7 nốt và mình sẽ mượn 7 nốt đó để mình hát lên, hát thơ cũng được, và giai điệu để nó bay bổng thì cái đó có thời gian. Còn riêng bản thân mình làm giống như Mì Ăn Ly, đánh du kích, mình rất thích đánh du kích, chứ mình không thể là đặt hàng hòa âm phối khí phải là nửa tháng một tháng rồi nhờ ca sĩ bận đi chỗ này bận đi chỗ nọ. Riêng bản thân mình cũng rất thích điều đó, rất thích những anh em ngưỡng mộ, nhưng bản thân mình làm ở đây là rất là vô giá. Là nếu anh em mình có những cái mà để lại sau này với những kỷ niệm, ông nhạc sĩ Quang Đậu ổng có những cái suy nghĩ về cái cách làm riêng của ông, để lại những cái kỷ niệm tuyệt vời mà bản thân ông làm được cho một anh chị em nào đó. Và riêng bản thân mình thấy mình cũng rất hạnh phúc về những điều mình làm, cho dù điều đó có ai mắng ai mỏ gì đó thì cái điều đó mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Và một lần nữa mình cũng xin cảm ơn nhà thơ Thạch Thảo để mình mạo muội và mình làm việc này. Và sau này những anh chị em nào có những bài thơ nào đó cứ post lên, mình cảm thấy mình làm được thì mình cứ làm. Nếu anh em nào chấp nhận thì mình làm, còn không chấp nhận thì thôi. Cũng các anh em có lỡ rồi, các anh em mình cũng bỏ qua cho bản thân mình. Xin chào. Sài Gòn đêm lại xưa mãi ngát tình người thơ mai tóc lung linh ân nghĩa nói sao vừa mong ngày nắng ấm sao mưa bão để dáng Sài Gòn đẹp như xưa mãi ngát tình người thơm mái tóc lung linh ân nghĩa nói sao vừa mãi ngát tình người thơm mái tóc lung linh ân nghĩa nói sao vừa thương lắm Sài Gòn thương lắm Sài Gòn thương lắm Sài Gòn. Quang Đậu, xin chào.